Đô, chào anh em. Thì như anh em đã hứa cho anh em nền tảng TikTok và nền tảng YouTube, thì hôm nay mình sẽ nói về cái cách mà là chat cái link chat support và cách chat support để mà chat được nhá. Bình thường các bạn sẽ vào thì bạn sẽ hay bị mail, thì mình sẽ là cái chat cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn phải có một con bia. Con bia này các bạn không cần chạy quảng cáo cũng được, nhưng phải cầm một con BM hoặc một con tài khoản quảng cáo nào đó đã từng chi tiêu, thì đã từng chi tiêu tiền và đã từng có hoạt động tán tiền thanh toán, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn được. Thật sự đây là môn cờ lun tôi đang nuôi gọi tương tác thôi, và nó hay cầm con BM Dai của tôi. Thì nó sẽ cách chat đầu tiên, nó sẽ các bạn kích vào dấu hỏi chấm trợ giúp ở góc bên trái màn hình ở ngay trên cái bánh răng đấy, cũng trợ giúp ta kích vào đó. Các bạn sẽ nhìn sang bên tay phải, nó sẽ ra một cái cột đó, bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ hiển thị ra nút liên hệ ngay đây đó. Liên hệ ngay đây, bạn sẽ thấy là nó chọn tất cả các tài khoản quảng cáo và các bạn cái mà các bạn đang bị lỗi ở đây, thì có chọn vấn đề khác, có chọn vấn đề khác tiếp. Và chọn ID nhé, ID đây các bạn nhớ là chọn IBM này, đấy, IBM này. Các chọn vấn đề ở đây khác, hoặc các bạn muốn vấn đề gì cũng được, nhưng mà tôi thường hay chọn vấn đề khác để các vấn đề khác nhau. Đó. Thì đây nó sẽ ra cho các bạn phần chat. Đó. Các bạn điền thông tin vào số điện thoại rồi mail. Đấy, và chat. Cái này cũng là cách mà giúp các bạn kháng 792 một cách hiệu quả hơn nha. Đó, chat. Đấy, đây. Và nếu mà các bạn muốn chat nhanh ấy, nhưng mà muốn chat nhanh và kháng nhanh tốt ấy, thì bạn sẽ có thể quay màn hình. Tốt nhất là bạn chọn cái quay màn hình gửi luôn cái video đấy lên cho support sẽ kiểm tra bạn một cách hiệu quả hơn và tốt hơn. Thì đây là một cách. Cách thứ hai thì các bạn truy cập vào cái link business.support business.com facebook.com gạch sổ business gạch ngang support gạch ngang home gạch ngang contact gạch ngang support. Đây. Cái link ở đây. Đó, link của nó này. Đây tôi sẽ zoom to này ra cho các bạn xem mình nha. Đấy, cái link nó đây này. Đấy, cái link nó đây này. Đó, thì các bạn sẽ chat được cái support nhá. Nó sẽ vẫn làm như vừa ấy thôi. Chúng ta vẫn cứ thấy hiện ra cái ý như này, các bạn chọn vấn đề khác. Các bạn chọn vấn đề khác tiếp. Ở đây các bạn nhớ là chọn ID nhá, ở đây sẽ nọc đây này, nọc đấy, trình quản lý kinh doanh này. Nó sẽ ra một cái trình quản lý kinh doanh của bạn này. Đó, bạn kích vào đấy. Và các bạn chọn phần nào trong đấy cũng được, nhưng mà thường tôi vẫn là chọn khác nhá, kể cả kháng 792, tháng 792 tháng tài khoản bị vô bị hóa hai thường thường là 792 thôi, chứ tôi không dùng vô hiệu hóa 273 273 thì chat nó khó về á, thì thường 792 hoặc là BM bị khóa hoặc page bị khóa, con chọn vào đấy. Các bạn lại điền thông tin mail và số điện thoại và ấn bắt đầu chat. Đó, bắt đầu chat là hoàn toàn thành công. Cái câu chuyện là chúng ta có thể tạo lại trên chat với lại bên Facebook. Nhớ nhé, là view của các bạn phải đã từng chạy quảng cáo hoặc là con tài khoản quảng cáo của các bạn đã từng chi tiêu tiền cho con VA cầm. Thường ấy thì đẩy BM sang thì nó sẽ ok hơn nhá. Đấy, đấy là cái mà cách các bạn có thể tạo ra phiên chat một cách hiệu quả. Cho kháng 792 thì tôi hôm trước tôi đã xem thần chú rồi, cộng với cái việc là các bạn dùng link 792 và cái được chat này bạn dùng quay màn hình và hoặc là gửi file đính kèm cùng một lúc, thì support nó sẽ hỗ trợ các bạn đẩy cái file lên cho bên 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 support bản quyền cao hơn, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn kháng về nhanh hơn đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho nhân viên mail nào cái sự trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký kênh và subscribe kênh cho nhân viên Mail Vision nha. Xin chào và chúc các bạn buổi tối tốt này.